Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài thì tại bản Park A1, xã Nakosa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài tới 600 mét, uy hiếp tính mạng của gần 70 hộ dân trong bản. Hiện toàn bộ quả đồi mà 67 hộ dân với 380 nhân khẩu đang cư trú có 3 điểm bị lún nứt với tổng chiều dài khoảng 600 mét, có điểm rộng tới 70 cm. Nguy cơ sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn có thể trôi xuống vùi lấp toàn bộ các hộ dân trong bản cùng các lớp học mầm non và tiểu học. Trước tình hình trên, chính quyền huyện Nậm Pồ đã tổ chức dân san nền, chuyển nhà và tài sản của người dân đến vị trí đảm bảo an toàn. Bản Park A1 nằm ở khu vực biên giới Việt Nam Lào, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 200 km về phía Bắc. Đồng bào trong bản đều là người dân tộc Mông, di cư từ nơi khác đến. Điều kiện thổ nhưỡng khá khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn đã khiến cho trên 80% số hộ trong bản thiếu đói vào thời kỳ giáp hạt. Huyện Nậm Pồ đã hỗ trợ tạm thời mỗi gia đình 2 triệu đồng để ổn định cuộc sống sau khi di dời.